Vì anh em có thể làm tất cả. Cái mama là hẳn. Ngồi mà cũng đẩy được cái ghế đi luôn, các bạn thấy không? Giờ nào cũng thấy anh, giờ nào cũng thấy mâm của mặt của Luca. Ăn xong rồi chứ phải. Chăm chú, chăm chú, chăm chú. Các cái ghế tới tận bàn luôn rồi. Ăn no rồi chứ phải, nãy giờ Luca ăn đến tận 3 cái bánh rau. Cứng quá, phải cho con ăn đồ cứng quá. Bánh ăn, đồ người lớn lúc nào có hấp dẫn hơn hả? Lấy cái ấy tên ăn ngon miệng nha. Chồng mình chơi game. Ăn chưa hết trong miệng là đòi miếng tiếp theo rồi. Còn ai mà hư ăn thế hả? Nhẹ từng từng vui thiệt. Nói ít mà. Cưng quá. Ngoan nữa à. Nhịp nè. Nui mặc húp dài vèo Pratton mệt lúc cả. Pratton? Dạ. Mình nói là bây giờ phải nói chuyện nhiều với Lucas hơn. Sacht. Cái này mềm nè. Đi sacht. Lecker. Đây, ấy mà. Papa hay phiền cạnh. Không ăn nữa. Bảo. Lecker, lecker. Cái này là cái gì vậy ba? Cái này là bánh pizza. Chị Clem bây giờ đã đi nít cửa dùng. Mình cứ ăn cái này không tốt rồi, chỉ ăn ít thôi. Luca dẹp đi, không ăn nữa đâu. Cla. Ăn nhanh quá, ai ăn kịp với con. Nè, nít mía bà. À, để ho nít bà nằm lại. So, fini. Fini, kéo cái ghế ra. Fini. Rồi, ăn xong rồi đuôi đuôi mọi người đi Luca, mọi người vừa kem coi anh kẻ của ba này đuôi đuôi. Nhưng mà đuôi. Hử? Đuôi. Đuôi đuôi. Ôi trời. Ôi ôi. Con đi ra đây. Đi ra đây ngồi. Đuôi đuôi.
Bye bye cả nhà đây.